Xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay thầy sẽ chấm tiếp tục đến cái bài là trang trí bìa sách. Thì mình sẽ chấm tập thể lớp 8A6 trước nha. Thì đầu tiên trước khi chấm bài thầy sorry các bạn, đó là gì? Là cái giọng của thầy đó là từ cái lúc mà thầy á hả đụng độ những yêu quái tới bây giờ đó ha. Là bây giờ muốn câm luôn rồi. Nói chuyện không có nổi luôn rồi. Thành ra thôi giờ các bạn nghe được chữ có chữ không ha, thông cảm cho thầy đi. Ừ vậy đi ha. Rồi giờ bắt đầu chấm bài nha. Huỳnh Yến Nhi. Rồi từ từ xích cái mặt nạ lên coi. Rồi xích này xuống. Đó. Rồi. Tôi nói thiệt là tôi dễ ẹt hả. Mà vẽ bài một tiết nè. Cái bài thi tuần này mới nộp nha. Còn bài này mà một tiết mà làm gì tôi không hài lòng mà đó. Nên là tôi ha, tôi xử thẳng à. Gì nè. Rồi đòi bao nhiêu điểm. Thấy không. Đó. Trời ơi. Đó. Số điểm này là cực kỳ phù hợp với em luôn. Tôi nói thiệt luôn. Thiệt. Chàng bằng một tiết đó mấy em ơi. Ngộ ghê vậy đó. Tiếp nè. Mắt nó đẹp nhất á. Hay quá ha. Tên gì đây. Lưu Ngọc Thủy Tiên nè. Vẽ mà tô bài sơ sài chưa xong nè. Thấy không. 56 điểm. Ê. Cái kỳ á. Cái chân của nó kìa thầy, cởi đi. Thôi nói chung là mình du di cho bạn đi chứ gì. Củng cố rồi khuyến khích. Không có củng cố, chăm chế khuyến khích. Chăm trước gì đây trơn. Du di gì đây trơn. Gà kì chờ. Tiếp. Em thấy người ta vẽ chưa? Nhà xuất bản Kim Đồng. Có cái logo lên luôn. Vẽ chỉnh chu nè. Vẽ biết. Nè ai không? Chú Cụi đó. Thấy ghê không? Sự tích chú Cụi nè. Chuyện cổ tích Việt Nam. Tác giả Hồng Hà. Tạ Huy Long. Đẹp không? Thầy có kia các bạn làm gì nó khó khăn hồi nào đúng không? Đơn giản như thế này. Điểm cao ngắt ngưỡng. Thấy không? Đó. Ngon lành luôn. Thấy chưa? Giờ là điểm cao liền nè. Bài chỉnh chu ghê nè. Thấy không? 95. Đó. Cảm ơn các bạn đã tặng cái trái bí ngô nha. Giá mà mỗi một bạn tặng một trái ha. Chứ tôi khang tiếng quá rồi. Ngộ quá hả. Cái tay này sao giống bị chói quá vậy. Nè. Trời cảm ơn các bạn nha. Cái tay bị chói mấy em ơi. Tội nghiệp chưa. Xuất sắc chưa. Tội nghiệp quá. Thấy thương quá. Cảm ơn các bạn đã tặng trái bí ngô nha. Hôm nay là ngày Halloween đó. Chúc các bạn một buổi tối Halloween thật là nhiều kẹo nha. Ok ha. Bí quá trời đúng rồi. Bí lối luôn đó. Tiếp. Thỏ bảy màu nhìn vô. Anh Huỳnh thấy Ngọc nhìn vô cái bay màu theo con thỏ luôn. Thiệt luôn á trời. Ôi gì sao mà điểm cao được em ơi. 70. Thiệt á, tôi chán ghê vậy đó. Thiệt luôn á trời. Nhưng mà 70 hồi nào. 67 điểm à. Chứ mà được 70. Hồi ơ luôn đó. Nè. Hồi ơ. Cảm ơn các bạn nha. Chèn ơi nhiều quá à. Thầy cũng thích mấy cái trái bí lắm luôn á. Nè thấy chưa. Tiếp nè. Nhiều. Chèn ơi. Sao mà tô sơ xà tôi khó chịu kinh khủng trời. 70. Vậy đi. Chứ gì nữa trời ơi. 67. Tôi rất là sơ sài. Thiệt sự tôi rất là bực bội sơ sài. Bực mình vô cùng tận luôn á nha. Tôi không có chỉnh chu đàng hoàng nè thấy không. Người ta tô một cách chỉnh chu gì nè. Thì bài điểm ta mới cao được. Ngộ ghê. Bích Ngân. Nể không bài về điểm cao nè. Nhà xuất bản đàng hoàng tử tế. Chưa nó. Vì là điểm cao liền chưa. Tô lem lúa nè. Thấy không? Chính như đây điểm được rồi. Đổi gì nữa. Quá là tốt. Cái gì. Ngon lành luôn. Rồi cảm ơn các bạn nha chưa. Cảm ơn Bi. Cảm ơn các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh cho thầy Zin đó.
Ồ, chịu khó ghi quá nè nha. Xuất bản Kim Đồng nè, thấy không? Nè, chàng ơi, cái gì nữa nè, ghi quá trời ghi nè. Ghi cái gì đây, ghi dữ hả? Ngọc Trinh, thấy không? Nè, thấy không, đơn giản gì nè. Là điểm á hả? Cao ngút ngàn trời mây luôn. Mấy bạn làm được gì không? Hả? Thầy khan tiếng rồi. Thầy khổ cái tâm muốn xỉu. Thầy ơi, thầy thiếu chữ kìa thầy ơi. Cái gì vậy? Doraemon à, không phải em. Bạn làm hai cái bản bình thường á. À, chăm chế được đi. 85. Không khó khăn gì, thấy không? Dơ đó, thôi cái chăm chế được đi, tâm cộng thêm điểm tiếp. Em ác đạn dữ lắm. Em lấy cái chuyện thỏ bảy màu của anh Huỳnh Thái Ngọc, em bỏ cái tên Huỳnh Thái Ngọc ra, em để cái tên là Bảo Nam của em vô làm sao? Rồi anh Huỳnh Thái Ngọc đâu rồi? Hả? Là sao nữa? Trời ơi em ơi em. Là sao vậy em? Hả? Trời ơi em. Chỗ em cướp danh, em cướp cái chất xám của người ta xong, em quăng luôn cái tên ông tác giả đi, em đưa cái tên em vô hả? Trời ơi, em muốn em bị kiện không? Em muốn bị kiện không? Trời ơi, em dám lấy cái bản quyền của người ta. Để tên vô là Huỳnh Thái Ngọc vô giùm tôi. Trời ơi, đi ăn cắp cái bìa trắng trợn thiệt sự luôn em ơi em. Thì tôi không có nào tưởng tượng được em luôn á. Ủa, học trò của tôi. Anh Ngọc ơi, anh Ngọc, anh làm ơn anh đừng có coi ngay chát cái phiên lan này giùm nha. Chứ tôi là tôi mặt mũi của tôi là tôi để xuống đất rồi. Không tưởng tượng được. Bảo Nam em quá toàn diện, em quá xuất sắc rồi. Bảy chỗ. Ngon lành lành đầu lươi. Tiếp. Quá đẹp luôn. Ê cái con quỷ này. Trời ơi con yêu nghiệt. Đây nè. Ê mấy đứa yêu nghiệt kìa. Chuyện ơi yêu nghiệt mà còn không thông minh nữa. Chỗ yêu nghiệt. Chỗ mấy em ô yêu nghiệt kìa mấy em ô. Yêu nghiệt thầy đang ghim luôn kìa. Yêu nghiệt không biết cái gì hết trơn luôn kìa. Mà vô bình luận kìa. Chỗ yêu nghiệt. Đáng sợ quá đi, đúng ngày 31 tháng 10 luôn đó, là ngày Halloween luôn nè. Trời ơi phát hiện yêu quái. Yêu nghiệt. Ừ thật là yêu nghiệt. Yêu quái. Sợ quá vậy. Yêu quái không có gọi là cái gì, không có gọi là tìm hiểu sâu xa vấn đề. Trời ơi, yêu quái, má yêu quái. Tôi sợ yêu quái quá đi. Trời ơi, yêu quái giả danh, thấy ghê quá à. Quỷ đội lớp người, thấy ghê quá vậy. Thánh thần thiên địa ơi, tôi gặp quỷ. Đêm nay tôi hết ngủ rồi. Tiếp. Tôi nói thiệt em nha, da mẫn, em tô cái màu nền, công nhận màu nền đẹp ghê luôn đó. Thiệt sự luôn nè. Đẹp xuất sắc luôn á em. Thiệt luôn đó. Huỳnh Thái Ngọc ghi đàng hoàng nè. Thiếu nhà xuất bản Dân Trí. Tờ ở chờ. Đó. Khổ tâm muốn chết luôn. Cái bìa sách kêu á. Mình kêu vậy nè. Đề cái tên nhà xuất bản Dân Trí vô cái là xong là được 10 điểm. Xuất sắc. Viết chữ không được 10 điểm. Con không làm được nữa. Quá tuyệt vời luôn đó. Chăm chế được đi. 7 chục trừ 10 nhé. Ok. Thường cái bài bìa sách này trừ điểm hơi bị cao luôn. Tiếp. Trời ơi. Trời ơi sao mà đẹp dữ à, em ơi. 25 điểm. Ủa sao đẹp dữ à. Ủa thầy tặng cho em một cái vé nè. Biết vé gì không? Một vé trở về tuổi thơ. Chèn ơi em làm cho tôi ha, tôi nói thiệt nha. Tôi không còn cái niềm tin sâu sắc nào về cái bộ phim Doraemon. Thiệt luôn đó. Thiệt luôn á, nghiệt ngã cho cuộc đời của tôi thiệt. Thiệt á. Mất hết 10 giây cuộc đời rồi đó. Rồi không biết gì tôi đi ngủ được rồi. Không có chấm bài được rồi. Có cái tập này luôn hả? Tập mấy vậy? Đặng Kiệt. Chèn ô Đặng Kiệt nè, em này được lắm. Nè chịu khó kè nè, chúng mày má đến từ tương lai được nè, thấy không? Đó con chuột nè, thấy không? Anh này anh con mèo anh sợ chuột. Nhà xuất bản Kim Đồng có đầy đủ nha. Tên gì đó. Nó Đặng Kiệt thấy không. Tên hai chữ thôi đơn giản thấy không. À cái này là được dùng thước để kẻ khôn nha chưa. Tốt quá đi thấy không. Đơn giản điểm cao nè. Thấy không.
thấy không, điểm cao liền là được đó. Chăm chế đi, chín chột đi, chín chục là tôi chăm chế dữ lắm rồi đó. Muốn nghe giọng thật của thầy hả? Thầy khan tiếng rồi, cả tuần nay khan tiếng nè, có nói được cái gì đâu. Nguyễn Thiệp Hà Thành nè, thấy không, Huỳnh Thái Ngọc đàng hoàng nè, nhà xuất bản chờ tào lao nữa, nhà xuất bản dân trí của người ta, em đi đề vô nhà xuất bản thế giới là sao nữa. Thôi kệ, có nhà xuất bản được rồi ha. Kệ đi, coi như là cái chuyện này được nhiều nhà xuất bản ký hợp đồng đi ha. Được đi, chăm chế được nè, 74 điểm đi đó, đơn giản nè, thấy không đó, không tô con mắt rồi, không tô con mắt còn 70 nha. Cảm ơn em nha, cảm ơn em đã phát hiện nha chưa. Tính là cho 74 điểm mà nhờ em nói cái thầy phát hiện ra là con mắt chưa tô cho nên còn 70, xuất sắc. Sao mà em hay quá vậy, chỗ hay ghê luôn, thầy nể em thiệt. Công nhận, bởi vì chấm bài nhờ mấy em không đó, chứ tôi nhìn hầu tôi chá lạ, con mắt tôi không thấy đường. Tiếp cái miệng đó hả, từ từ coi, để tôi soi tiếp coi, từ từ nha. Trời ơi em ơi, không, cái miệng không nói đi rồi, thôi coi du di đi, tính con mắt được rồi nè, thấy chưa. Rồi tôi chưa xong. Rồi nhanh gọn lẹ đi ha, chốt bill luôn đi ha. Ừ, nhanh gọn lẹ chốt bill cho nhanh ha. Cái này có ai nữa đây, Hoàng Thanh nè. Ghê không? Ôi cái chữ dữ đẹp ghê, hàng xóm. Mà hàng xóm. Ghê không? Được nè. Bao nhiêu điểm em, cảm ơn các bạn nha. Trời, mỗi một bạn mà tặng thầy một cái đầu lâu, có lộn một trái bí là thầy xỉu liền. Thiệt luôn đó, thầy xỉu liền luôn đó. Mấy em à hả, gỡ cái trái bí hoài chút xíu cho lên sổ bài. Muốn lên sổ không? Muốn lên sổ là tới công chuyện liền. Thầy ơi thầy, cái này thiếu nhà xuất bản hả? Ừ, cảm ơn em nha chưa. Trời ơi, em bị trừ thêm 10 điểm nha chưa. Vừa, xuất sắc, 45 điểm trừ 10 nha. Quá đã. Phán gì mới được, cảm ơn em. Trời ơi, mấy em màu nhiệm kinh khủng, thiệt sự luôn đó. Thầy nể mấy em, thiệt sự luôn. Thầy ơi, sai tiếng Anh nữa kìa thầy. Từ từ nha, sai cái gì? Từ từ nha, từ từ. Sai cái gì ghi rõ ra. Sai cái gì? Màu không đều hả? Chưa tô xong sao đều? Ôi cảm ơn nha. Cái gì bác sĩ chữa bệnh tâm thần gì vô đây coi nó gì chèn. Là chữ tiếng Anh gì? Chữ này đúng mà. Chữ này đúng rồi. Cái gì nữa? Cái gì? Bài tô, tô rô sai tiếng Anh. Tào lao quá. Nãy hả? À đây nè, tô, tô rô đúng rồi mà, nói gì ạ? Cái nào? Cái nào? Từ từ nha, là sao cái nào vậy? Từ từ nha, từ từ nha. Từ từ nha, từ từ nha. Từ từ nha. Cái gì? Cái chữ nào? Cái chữ nào? Từ từ. Từ từ nha. N-E-I N-E-I-G-H. Vậy là cái chữ này là chữ G, bạn ghi thành chữ C đúng không? Sai tiếng Anh rồi em ơi. Tội nghiệp em quá đi em ơi. Tên gì vậy? Hoàng Thanh con trai phải không? Con trai mà vẽ sai chính tả trừ điểm. Con trai bị trừ điểm nhiều hơn con gái nha chưa. Ê, cái chữ này nè, em thiếu chữ O nữa rồi. Rồi xong cuộc đời em luôn rồi em ơi. Tàn nhẫn luôn nè, thấy không? Xong rồi, ra trừ điểm đi. Chứ gì nữa, dòng cuối hả? Đó. Rồi xong rồi đó. Rồi trừ điểm nha, ok nha chưa? Có thầy sai đó. Vậy sao mà em nói là bạn sai? Tàn canh. À, một cái O là đúng rồi hả? Vậy thì mình chỉ cần đưa cái này ra đây thôi. Trời ơi, thành cái R đơn giản. Thật ơi, đơn giản luôn. Xuất sắc. Vậy là sai chữ G thôi. Rồi chăm chế được đi, chữ khó làm. Thôi chăm chế được ha. Tâm 4 điểm đi, tội nghiệp bạn. Bạn hả là rất là khó khăn trong cái việc văn vẽ bài như chưa. Tội nghiệp quá. Tiếp. Hoàng Thanh là con gái thầy ơi. Ủa vậy sao? Hoàng Thanh con gái hả? Cộng thêm 2 điểm đi.
tội nghiệp. Con gái mà tội nghiệp. Mấy bạn nữ, mấy bạn đó hả, có sự cố gắng là mình phải cộng điểm. Còn mấy anh con trai đó ha, là mấy anh phải tính toán đàng hoàng. Thiếu nhà xuất bản thầy ơi. Ừ, trừ điểm đi. Thiếu nhà xuất bản nha. Thiếu nhà xuất bản rồi. Trừ 10 nha. Hồi nãy là 86 hả? Trừ đi. Trừ 10 điểm. Cảm ơn em đã nhắc thầy nha. Ừ. Rồi cảm ơn nha. Ngon lành cành đào tươi. Cái gì? Cái chữ... cái chữ này sai hả? Rồi xong rồi em sai chữ này luôn. Em ơi em, em sai tùm lum luôn đó. Trời ơi là sao nữa vậy? Thôi kệ em đi, tôi chốt cái điểm 8 ngoài trước đi ha. Nhức đầu quá hả, chóng mặt quá hả. Nghĩa: con mắt chưa tô. 6 điểm như đây là được rồi. Ngon lành cành đào tươi như chưa. Tiếp. Trời ơi, nhà xuất bản thế giới nè, tôi muốn xỉu trước lớp này. Tên gì đây? Thái Văn Lộc. a@gmail.com. Tôi công nhận thiệt sự ha. Là sao? Ê. Ê. Là sao? Là sao nữa? Ê. Từ tôi năm nay 25 tuổi mà tôi chưa thấy cái trường hợp này bao giờ. Thiệt luôn đó. Ê, tôi chán em ghê thiệt. Cực kỳ chán luôn em. Thiệt tôi không ngờ em như vậy luôn. Lợi dụng trá hình. Trời Phật ơi, cái gì nữa vậy trời. Ôi chấn động thiệt sự luôn đó. Thôi chăm chế được đi. 74. Nói không? Đâu khó khăn gì. Bài đặt. Nhà xuất bản Bảo Trang. Dễ thương quá vậy. Hãy sống vì bản thân. Trời ơi cái bức này hay quá. Ngon lành luôn. Ghê chưa. Đẹp quá vậy. Ôi ơi được quá nè. Ủa chữ hình đẹp quá vậy. Riêng cái bức này thầy cho là maximum luôn. Đẹp quá. Chàng ơi ngon lành luôn. Dễ thương mà đẹp nữa. Xinh quá vậy. Ôi ơi đẹp quá vậy. Chịu nha. Ôi ơi bắt mắt được. Ngon lành thầy ưng cái bức này luôn ha. Nè còn có thông tin đầy đủ. Ngon lành luôn. Ok chốt nha. Thầy ơi thiếu tên tác giả trừ điểm đi thầy. Trời tội nghiệp quá à. Không sao. Bạn Bảo Trang là con gái được tha thứ nha. Được. Tội nghiệp quá. Quá đẹp. Chữ cũng đẹp nữa. Được thầy ưng liền. Chốt liền nghe không. Thầy dễ em. 12 cộng là sao ai biết. Tiếp. Tiếp đi. Gì nữa? Thiên Huy này lớp trưởng. Trời ơi. Ôi ơi em ơi. Che Thiên Huy. Trời ơi 100 luôn em ơi. Đẹp quá vậy Huy ơi. Huy ơi là Huy đẹp quá vậy. Ồ tốt quá vậy lớp trưởng ơi. Đẹp quá vậy. Ê. Có nhà xuất bản Kim Đồng đầy đủ nha. Đó kỹ lưỡng hay không. Kỹ lưỡng là lấy maximum liền. Thầy ở cái kia thiếu nhà xuất bản kìa. Người ta có nhà xuất bản đàng hoàng nó thiếu. Công nhận biết rồi ngộ em ghê. Em biết ngộ lắm. Thầy ơi bạn này không đi lớp. Em thấy đường không? Hả? Nè tôi đưa lên cho em coi nè. Em thấy đường không? Nè em kia. Em nghĩ sao vậy? Lớp trưởng nè. Làm gương cho lớp người ta ghi đầy đủ. Đẹp thấy ghê. Vô nói người ta không ghi tên lớp. Không ghi làm sao? Hả? Không ghi là không ghi làm sao? Có cái con mắt của em mới nhìn không thấy thôi đó. Chứ ai cũng thấy hết trơn luôn đó. Có bí quyết nè. Lấy keo dán sắt á. Em về em nhỏ vô mỗi con mắt 2 giọt. Không thể nào tưởng tượng được. Tiếp. Họ che hả thầy? Ừ bạn người Hoa đó. Tiếp đi. Chèn ơi. Tuyệt vời. Chấn động thiệt sự. Tiếp. Có nhà xuất bản ừ có nè mừng ghê. Tiếp. Biết rồi thì thành con quỷ hết rồi. Không thành người nữa. Chấn động thiệt sự thì nhiều cái xuất sắc. Nhiều cái thầy không có dám nói một cái câu nào hết trơn. Tiếp. Tiếp. Rồi anh Thư nè. Ê em ơi em. Lem ở đây nha em bị trừ. Bị trừ 5 điểm nhé. Ừ. Bị trừ 5. Ừ. Vì thôi đơn giản vậy thôi đó hả. Chàng ơi 64 trừ 5 đi. Em ơi biết sao hãy cho em 64 điểm mà trừ 5 không. Tại vì hăng điểm 100 thì 60 điểm trở lên mới đậu. Mà 64 trừ 5 còn 59. Rớt. Tiếp.
Tre thước không đều nữa nè, thôi chăm chế được đi xong. Nhau đây đi được. Xuất sắc. Đó, thấy không? Ấy trời, nó tội nghiệp quá vậy. Cộng thêm đi. Ồ, đẹp. Nè, thấy không? Người ta làm cực khổ này chèn. Làm cực khổ mà gặp tôi nó chết rồi. Tiếp đi. Đẹp. Quá đẹp luôn, tuyệt vời. Ít. Từ từ coi. Rồi ok nha. Chúc mừng em nha. Nhờ Hinh nhìn mới thấy. Cảm ơn các bạn nhắc nha. Cảm ơn các bạn nha chưa. Đẹp quá đi. Ồ đẹp xuất sắc. Tiếp. Ồ vậy sao? Vậy tốt dữ vậy sao? Bìa ngang luôn hả? Quá đẹp. Xuất sắc. Ồ đẹp quá ha. Được. Đó. Thấy không? Số điểm gì là số điểm gọi là tương đối cho em đòi gì nữa. Thấy không? Chưa tô xong tội nghiệp quá đi. Cái này là của cái gì? Quá đẹp luôn. Ồ đẹp quá. Đẹp quá. Ngon lành luôn, ngon quá hả? Nhìn rất là ngon nha. Tiếp. Chịu khó kê chữ nó nè mấy bạn. Chịu khó kinh khủng luôn nè, thấy chưa? Ghê không? Phải vậy mới được. Thấy không? Phải vậy mới được. Bài cuối cùng. Tưởng thất vọng, ai ngờ là tuyệt vọng. Tên gì đây? Rồi ok luôn. Bên kia là gì? Bên đây là Quỳnh Như. Bài cuối của Như Quỳnh. Tuyệt vời. Thật ơi. Không nào tưởng tượng được luôn đó. Mấy em tuyệt vời hơn chữ tuyệt vời. Mấy em là hứa dữ rồi. Tôi đâu dám nói gì. Này tội nghiệp nè. Tội nghiệp quá. Rồi có lận lần đi. Thầy ơi, các bạn nam có nhà xuất bản hả? Chúc mừng em nha chưa. Cảm ơn mấy em nha chưa. Bởi vậy người ta nói hả, sống ở đời đó, ác thì sống xa sống lâu. Bởi vậy những người tàn ác thường sống thảnh thơ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Phải như vậy mới được. Chứ mà hả, kêu các bạn làm đúng, các bạn không bao giờ làm đúng được hết trơn. Ngộ lắm. Chèn ơi, sao hôm nay nhiều cái trái bí hiện lên quá vậy? Ngộ quá ha. Riêng các bạn này được. Ở trời ơi, thì thôi tôi cho các bạn này maximum điểm luôn đi. Tội nghiệp quá vậy. Rồi, cho maximum luôn. Quá đẹp, quá tốt. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Ý, ai tặng cho thầy con heo? Ủa lộc, con ma vậy, đẹp quá vậy. Từ từ để xíu thầy cho lên sổ đồ bài coi. Từ từ nha, từ từ nha. Một chút xíu cho lên sổ đồ bài liền nè. Từ từ nha. Em đừng có mà làm hả, làm tôi phân tâm trong cái việc chấm bài của tôi như chưa. Báo trước. Tôi khó chịu lắm đó. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp chưa? Đẹp không? Đẹp không? Ấy con ma nữa kìa. Ấy chèn ơi. Ôi con ma nữa kìa. Rồi tôi cho coi xong đi rồi mấy em tới công chuyện mấy em liền. Ấy trời, tội nghiệp cái bức này quá vậy. 45. Bức này 45 chứ. Rồi được đi. Đó. Có nhiêu đây thôi nè. Ghê không? Rồi ok ha. Cảm ơn các bạn đã xem like, thả tim và tặng quà nha. Mình đã chấm xong bài bìa sách của tập thể lớp 8A6 rồi. Thì các bạn là bài kiểm tra một tiết nha. Thì chấm xong cái lô bài bìa sách của khối 8 và khối 7. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài thi giữa kỳ 1 của hai khối luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye các bạn.